Châu Tấn, Tôn Lệ và dàn sao nữ tài ngang diễn xuất. Có rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hay Học viện Hí kịch Trung ương, nhưng ngay cả khi họ không xuất thân từ trường lớp đào tạo chuyên ngành, thì kỹ năng diễn xuất và sự phát triển của họ cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Có Kha khá minh tinh dựa vào tài năng thiên phú của mình, chinh phục được khán giả với lối diễn xuất chân thật, tự nhiên nhất, dù họ xuất thân là diễn viên tay ngang. 1. Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư đến Đài Loan để theo học khoa thiết kế thời trang, nhưng khi trở về Trung Quốc, cô ấy không chọn việc làm đúng chuyên ngành, mà thay vào đó, tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng, và từ đây, nữ minh tinh chính thức bước chân vào giới giải trí. Vai diễn đầu tay của Triệu Lộ Tư chính là nhân vật phản diện, tạo được sự chú ý với khán giả trong Phượng Tù Hoàng, và rồi con đường diễn xuất đã mở ra một tương lai tươi sáng cho nàng tiểu hoa. Đa số các bộ phim thuở mới vào nghề của Triệu Lộ Tư đều là các dự án chiếu mạng với kinh phí thấp, ấy vậy mà cô nàng lại dễ dàng chinh phục được người xem bằng lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái, giải trí cho khán giả. Phim có sự tham gia của người đẹp sinh năm 1998, ít nhiều đều tạo được tiếng vang, thậm chí là thành công vang dội, có thể kể đến như Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn, Trường Ca Hành, Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Sán Lạn. 2. Ngô Thư Hân. Ngô Thư Hân học tại Đại học Nghệ thuật ở Singapore, bắt đầu đóng phim qua tác phẩm Tân Biên Thành Lãng Tử vào năm 2015. Giai đoạn này, Ngô Thư Hân hầu như đều đóng vai phụ, nữ minh tinh thực sự được mọi người biết đến, qua bộ phim Trạm kế tiếp là Hạnh Phúc và show Tìm kiếm tài năng thanh xuân có bạn hai. Hình tượng cô tiểu thư đáng yêu, nhí nhảnh và đầy hoạt bát trong Trạm kế tiếp là Hạnh Phúc của Ngô Thư Hân chiếm trọn trái tim của khán giả. Những năm gần đây, nữ idol tập trung nhiều hơn vào diễn xuất, các bộ phim truyền hình cô đóng đều được đón nhận nồng nhiệt, đa số các vai diễn đều phù hợp với hình tượng và tính cách ngoài đời của cô nàng, nên ít nhiều đã giúp Ngô Thư Hân dễ dàng thể hiện, lột tả nhân vật hơn. 3. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh chính là cái tên truyền cảm hứng nhất làng giải trí, về tấm gương nỗ lực vượt khó. Trước khi gia nhập giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh từng theo học trường đào tạo tiếp viên hàng không, nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép, nên cô đã bỏ dở ước mơ này. Cơ duyên đưa đẩy Triệu Lệ Dĩnh gia nhập giới giải trí. Với tư cách là một diễn viên, nhiều năm đóng vai phụ, Triệu Lệ Dĩnh dần được đạo diễn chú ý và thấy được tiềm năng, đưa cô trở thành diễn viên chính. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nàng tiểu hoa họ Triệu đóng phim nào là thành công phim nấy, và một trong những bí quyết đưa đến kết quả khả quan ấy chính là diễn xuất chân thật, khiến người xem nhập tâm, như muốn hòa vào cảm xúc nhân vật của nữ diễn viên. 4. Tôn Lệ. Tôn Lệ là cái tên khiến dân tình rất đỗi ngạc nhiên khi cô xuất hiện trong danh sách này, vì qua những màn thể hiện quá đỗi tinh tế trong Chân Hoàn Truyện và Mị Nguyệt Truyện, thì nhiều người cứ ngỡ bà xã Đặng Siêu đã trải qua trường lớp đào tạo diễn xuất bài bản, mới có được nét diễn thật đến mức diễn như không diễn đến thế. Thật ra Tôn Lệ lấn sân sang diễn xuất qua chương trình Tìm Kiếm Tài Năng, nhưng cô ấy sớm nhận ra kỹ năng diễn xuất của mình không đủ. Vì vậy, Tôn Lệ luôn cố gắng học hỏi không ngừng, cô luôn thêm nhiều ghi chú vào kịch bản trước khi quay, ngẫm nghĩ thật kỹ về nhân vật. Dần dần theo năm tháng, Tôn Lệ đã tự tích lũy cho mình kinh nghiệm và nắm bắt được chìa khóa để hóa giải, thấu hiểu được vai diễn. 5. Châu Tấn. Châu Tấn là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên giành được Tam Kim Ảnh Hậu. Tuy nhiên, ngôi sao như ý chuyện lại học vũ đạo và múa dân gian ở trường đại học, chứ không hề được đào tạo diễn xuất bài bản. Chỉ vì một lần tình cờ chụp ảnh lịch thời trung học đã lọt vào mắt xanh của một vị đạo diễn, giúp Châu Tấn mở ra con đường diễn xuất. Dù không xuất thân từ trường lớp chính quy, cũng như không được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng Châu Tấn lại có khả năng diễn xuất thiên bẩm. Mỗi một vai diễn của nàng đại hoa cứ như là thước phim thật của nhân vật ấy. Trình độ diễn xuất của Châu Tấn thật sự đã vươn tầm, diễn như không diễn, có thể nói trong danh sách này, cô ấy không có đối thủ xứng tầm, kể cả có là Tôn Lệ đi chăng nữa. Diễn xuất chính là thiên phú bẩm sinh, thế nên có nhiều diễn viên không cần trải qua trường lớp bài bản, vẫn thể hiện được năng lực diễn xuất ấn tượng. Có chăng trường lớp đào tạo diễn xuất giúp diễn viên thêm phần trau chuốt trong cách diễn, biết nắm bắt khai thác tâm lý nhân vật, nhưng với những ngôi sao có thiên phú diễn xuất như Châu Tấn, Tôn Lệ, thì những điều này họ đã tự mình biết cách thể hiện. Những phim gắn liền với thời đỉnh cao nhan sắc của Diệp Phi, Dương Tử, Mỹ Nhân Hoa Ngữ, ai cũng có một khoảng thời gian đỉnh cao nhan sắc, đó là lúc họ xinh đẹp và cuốn hút nhất. Gắn liền với thời đỉnh cao này chính là những bộ phim mà họ tham gia, tin rằng khán giả nào xem cũng phải trầm trồ khen ngợi nhan sắc của dàn mỹ nhân. 1. Lưu Diệp Phi, Thần Điêu Đại Hiệp. Nếu nói đến nhan sắc đỉnh cao cùng tạo hình đỉnh chóp, thì Lưu Diệp Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp, khi đóng Thần Điêu Đại Hiệp,
Lưu Diệc Phi vẫn ở lứa tuổi em chưa 18, vẻ băng thanh ngọc khiết và thoát tục, khiến nhiều khán giả đổ đứ đừ, cho đến nay vẫn rất nhiều người mê đám vai tiểu long nữ của cô ấy. Trong quãng thời gian trước khi bị nói phát tướng, Lưu Diệc Phi cũng đóng nhiều phim, nhưng cô ấy lúc hóa thân vào vai tiểu long nữ vẫn là đẹp nhất. 2. Dương Mịch, Vương Chiêu Quân. Dương Mịch khi đóng Vương Chiêu Quân là lúc cô ấy sở hữu vẻ đẹp chân thực nhất. Dương Mịch ở tuổi đôi mươi, không có gương mặt thon gọn như bây giờ, dù vậy thì vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt to tròn, linh hoạt ấy lại dễ dàng chiếm trọn tình cảm của khán giả. 3. Triệu Lệ Dĩnh, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt. Thời đỉnh cao nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh là vào năm 2014 đến năm 2015, khi cô ấy đóng Sam Sam đến rồi và Hoa Thiên Cốt. Dù khi đó sắp bước sang tuổi 30, nhưng gương mặt Triệu Lệ Dĩnh lại trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật, cộng thêm nét bầu bĩnh đáng yêu, khiến cô ấy tạo sự khác biệt với đồng nghiệp cùng trang lứa. Sau quãng thời gian đó thì phong độ của Triệu Lệ Dĩnh lên xuống thất thường, lúc thì quá gầy, khi thì xuống sắc quá nhanh. 4. Cảnh Điềm, Tư Đằng. Có một điều ở Cảnh Điềm khiến nhiều người ngưỡng mộ, chính là cô ấy gần như chưa từng có khoảnh khắc nào bị chê kém sắc, dù là trên phim hay ngoài đời thật. Tuy Tư Đằng là một bộ phim kinh phí thấp đấy, nhưng nhà sản xuất lại rất chăm chút cho tạo hình của Cảnh Điềm. Những khoảnh khắc cô ấy mặc sườn xám vừa kiêu kỳ, vừa sang chảnh, từng gây sốt suốt một thời gian dài. 5. Địch Lệ Nhiệt Ba, Người Tình Kim Cương. Khi đóng Người Tình Kim Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba mới chỉ 22 tuổi, cô ấy trẻ trung và xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên và rất ấn tượng. Trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, tuy Địch Lệ Nhiệt Ba dựa vào bộ này nổi đình nổi đám, nhưng cô ấy không hợp với cổ trang. Còn bộ đóng cùng Dương Dương thì cô ấy đã lộ rõ dấu vết tuổi tác. 6. Dương Tử, Hương Mật Tựa Khói Xương. Dương Tử khi đóng nữ bác sĩ tâm lý và Trầm Vụn Hương Phai, bị khán giả phàn nàn vì gương mặt đơ, biểu cảm hạn chế và không còn sự linh hoạt như ngày trước. Chính vì vậy, khán giả lại nhớ đến Dương Tử khi cô ấy đóng Hương Mật Tựa Khói Xương vào 5 năm trước. Dương Tử lúc đó có sự trẻ trung tinh nghịch, biểu cảm đa dạng, cùng diễn xuất vô cùng ổn áp, đặc biệt là trong những cảnh bi thương. Vì thế, Hương Mật Tựa Khói Xương chính là thời đỉnh cao nhan sắc của Dương Tử. Triệu Lộ Tư, Điền Hy Vi, Triệu Anh Tử và dàn cao thủ trà nghệ Cbiz. Thời gian vừa qua, cụm từ trà xanh lại tiếp tục được rộ lên trong cộng đồng mạng hoang ngữ. Nó dùng để ám chỉ những sao nữ có nhan sắc và tâm cơ, thích đâm bị thóc chọc bị gạo, hay ké fan của người khác để nâng bản thân lên, cùng điểm qua những cao thủ trà nghệ của làng giải trí hoang ngữ, để xem ai đang đứng đầu. 1. Triệu Lộ Tư. Dung mạo xinh xắn cùng lối diễn vui nhộn, linh động đã giúp Triệu Lộ Tư nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Tuy nhiên, nếu phải so sánh lượng fan với số người anti của Triệu Lộ Tư, thì người hâm mộ của mỹ nhân sau 95 đang bị lép vế. Lý do là vì Triệu Lộ Tư luôn có những hành động khiến công chúng phải quay xe, đặt nghi vấn về lối hành xử đậm mùi trà. Lùm xùm của Triệu Lộ Tư thì nhiều vô số kể. Bắt chước Triệu Lệ Dĩnh, ngâm dìm dung mạo của các đồng nghiệp nữ như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Tống Thiến, đăng bài tỏ tình với Tiêu Chiến. Vì những hành động này mà suốt thời gian dài, người ta chỉ dùng từ trà xanh thay vì gọi tên của Triệu Lộ Tư. May mắn là dạo gần đây, Triệu Lộ Tư đã giảm bớt hành động hay phát ngôn gây tranh luận, và bộ phim Tinh Hán Sán Lạn cũng giúp Triệu Lộ Tư lấy lại được thiện cảm của khán giả sau chuỗi ngày chìm ngập trong thị phi. 2. Điền Hy Vi. Từ khi Khanh Khanh Nhật Thường ra mắt thì nữ diễn viên mới được nhiều người chú ý đến, cứ ngỡ Điền Hy Vi sẽ thuận đà mà tiến, tiếp tục dùng tác phẩm để chinh phục khán giả, thì cô lại khiến mọi người đồng loạt quay xe vì lối ứng xử cùng nói chuyện bị đánh giá là người kế nghiệp pha trà của Triệu Lộ Tư. Từ thái độ trả lời cợt nhả khiến người ta liên tưởng đến Trương Nghệ Hưng, cho đến việc khịa thẳng mặt Cúc Tịnh Y bằng cách nhắc biệt danh của đàn chị là mỹ nữ 4.000 năm, Điền Hy Vi đều lộ rõ việc cô muốn đi theo con đường hắc hồng. Tiếp theo đó, những ồn ào cũ như giành vai của Lý Lan Địch hay Triệu Lộ Tư cũng khiến hình tượng của Điền Hy Vi tuột dốc thê thảm. 3. Triệu Anh Tử. Triệu Anh Tử chính là cái tên đang phủ sóng khắp các trang mạng trong những ngày cuối năm 2022. Lý do không phải vì tài năng hay nhan sắc, mà bởi loạt động tác pha trà lộ liễu của cô khiến công chúng thấy xốn mắt. Thậm chí, có ai đó nhận xét thế này: xét về độ trà thì tôi thấy Triệu Lộ Tư hay Điền Hy Vi chưa đậm mùi bằng Triệu Anh Tử. Tham gia một show truyền hình về diễn xuất, nhưng Triệu Anh Tử lại lên hot search vì những phát ngôn dựa hơi đồng nghiệp lộ liễu, tự gọi mình là Địch Mịch Mạnh Chát để ké phe nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Mạnh Tử Nghĩa và Cổ Lực Na Chát. Nhưng rồi cô lại chê cả bốn người đẹp ấy diễn kém hơn mình. Trước đó, Triệu Anh Tử từng khiến đàn chị Trung Hân đồng mệt mỏi
vì lối cư xử khó cảm thông trong show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3, hay khi phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ Kết Thúc, cô lại có bình luận kém duyên trên trang cá nhân của Đậu Kiều, bất chấp việc anh đã có bạn gái, bảo sao anti của Triệu Anh Tử đã áp đảo lượng fan ủng hộ cô nàng. 4. Giang Nhất Yến. Một chà da cũng đang nhận được sự chú ý của khán giả chính là Giang Nhất Yến. So với ba cô gái ở trên, thì Giang Nhất Yến là người xứng đáng với danh hiệu đệ nhất trà xanh của Cbiz, bởi Triệu Lộ Tư, Điền Hy Vi hay Triệu Anh Tử chưa chắc đã dám hành xử ngông cuồng như đàn chị. Lùm xùm của Giang Nhất Yến thì nhiều vô số kể. Cô từng bắt cá hai tay, khiến hai nhà làm phim Doãn Lực và Dương Đào tranh giành tình cảm trước bàn dân thiên hạ, làm bé ba của ông chủ chuỗi cửa hàng bánh ngọt và khiến chính cung phải thất thế mà ly hôn. Đỉnh điểm là Giang Nhất Yến còn từng khiến hôn nhân của Đặng Siêu và Tôn Lệ báo động, nương nương giận đến mức ôm đồ về nhà mẹ đẻ ở. Chưa dừng lại ở đó, Giang Nhất Yến còn mượn tác phẩm nhiếp ảnh hay giải thưởng kiến trúc của người khác để sống phong bạt, xây dựng hình tượng tài nữ. Đi từ thiện thì vừa tới đã bỏ về vì không thể sống ở nơi kham khổ. Kết quả là Giang Nhất Yến bị khán giả quay xe, phải chuyển đến vùng quê ở Vân Nam để sống ẩn giật cùng chồng con. Việc các cô gái trẻ mơ ước được nổi tiếng là điều hết sức dễ hiểu. Tuy nhiên, mong rằng họ nên đi lên bằng thực lực, chứ đừng chỉ dựa vào kỹ năng pha trà để được chú ý. Và Giang Nhất Yến chính là tấm gương để họ nhìn vào mà cảnh tình bản thân. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.